Xin chào các bạn, chào quay trở lại kênh Tôi Bị Thịnh Pro này. Tôi sẽ bạn là cách xóa mật khẩu màn hình của máy Xiaomi Redmi 12C này. Đây, của máy khách gửi đến bị mật khẩu màn hình. Tôi sử dụng Alo Tool nhé. Để kiểm tra thì các bạn vào máy ảnh vuốt này. Vuốt máy ảnh lên này. Hoặc cắm máy tính đi, vuốt vuốt máy ảnh lên cho chụp, sau đó vào ảnh rồi chọn Redmi 12C nhé. Hoặc xem cái cam đằng sau thì các bạn hình dung ra. Hiện đầu tiên ta tắt nguồn này, tôi sửa Alo Tool thì xóa hết cả mật khẩu cả tài khoản Google luôn nhé. Ở Alo Tool ta sẽ vào tab Xiaomi Mi này, tab Security gõ 12 RAM 12C này, ta sẽ chọn vào dòng này Factory Reset nhé. Bây giờ ta sẽ đè tăng giảm này, cộng trừ, im cap. Đấy, xong. Thì nó sẽ khởi động lên nhé. Giờ khoan đợi mấy phút thì máy sẽ hiển thị lên. Sau khi đợi một lúc máy sẽ hiển thị lên đây. Còn đây đang 13 nhé. Ở đâu mũi tên cái này thì các bạn chọn về tiếng Việt đi, nó sẽ dễ cho bạn Việt Nam. Còn bạn tiếng Anh thì các bạn để mặc định cho mình nhé. Đây, ấn mũi tên này, khu vực Việt Nam nó sẵn là mũi tên. Rồi, cái này các bạn ấn mũi tên này, tích vào đây, ấn mũi tên cho mình, bỏ qua này, ấn mũi tên này, bỏ qua nút wifi cho mình nhé, bỏ qua này, xem thêm chấp nhận này, bỏ qua này. Mấy cái này thì các bạn tắt cái cập nhật hoặc mấy cái quảng cáo đi là được. Ví dụ cần những cái này. Đây, tắt đi. Tắt này. Đây, tắt đi. Đây, thì bỏ qua cho mình. Vẫn bắt đầu là xong. Vẫn vào đây, đợi nhé. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách thực hiện là xóa xác minh tài khoản xóa mật khẩu và xóa xác minh tài khoản Google sử dụng Alo Tool của con máy Xiaomi Redmi 12C nhé. Chúc các bạn thành công và nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.